Trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ. Ế là chỉ chờ người tử tế để yêu thôi đúng không Trinh? Dạ đúng rồi. Nhật có gọi là yêu đơn phương không? Dạ có, lúc mà cấp 3 thì em có một bạn rớt, còn lại thì không. Không. Dạ. Nói chung giờ lo làm không, không có để ý ai luôn. Dạ đúng. Làm em yên tâm, chỉ là mối tình học trò thôi, nó là trong sáng mà không có gì hết. Cũng chưa có kinh nghiệm về yêu lắm đúng dạ, không? Dạ, tới trò lên đại học thì em cũng chỉ là lo đi học, đi làm thêm, ra trường thì em tập trung lo sự nghiệp của em nên là em cũng không quen ai. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên Đào Lê Minh Nhật, em sinh năm 1995, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên thiết kế nội thất. Kiến trúc sư đó hả? Bên kiến trúc họ sẽ xây cái phần tường bao bên ngoài, thì còn em sẽ bắt đầu vào phân chia bố cục các phòng ở bên trong. Thiết kế nội thất? Dạ. Nhật là làm ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm việc tại quận 7. Quận 7, nhà em ở đâu? Dạ, em nhà em ở Bình Tân. Bình Tân, ở với ai Nhật? Dạ, em đang ở với bố mẹ và em trai. Rồi. Mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam. Em tên là Thạch Thảo, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tỉnh Bình Định, nhưng mà hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở Sài Gòn em sống với ai? Dạ em sống chung với chị gái với em gái của em. Ở quận mấy? Trước thì em trọ ở quận 7, nhưng mà sắp tới thì tại vì em làm ở Bình Thạnh nên là sắp tới thì em có chuyển trọ sang quận Bình Thạnh. Nhà gái của chúng tôi có một cái tên rất là hay, Thạch Thảo. Thảo ha. Em trai, em hãy nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái biết đi. Em là một người hướng nội thì ưu điểm của em là chăm chỉ, có nguyên tắc đúng giờ giấc, không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, thì em có thể dành nhiều thời gian rảnh cho đối phương. Nguyên tắc của em là đúng giờ giấc, không có được sai giờ đúng không? Dạ không, cái đó chỉ là trong công việc. Trong công việc thôi. Còn khuyết điểm của em thì là em ít nói, chỉ nhờ với những người thật sự thân thiết thì em mới nói nhiều. Em có ít cái những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài, em không thích đến những cái nơi quá đông người, quá ồn ào. Vào những ngày nghỉ thì em thường ở nhà. Em ít vận động tay chân. Có một cái nữa là em không thích với những cái quyết định mang tính mạo hiểm. Cái gì nó phải nó an toàn. An toàn chút xíu ha. Dạ. Mời nhà gái. Gái. Ưu điểm của em thì em thấy em là một người hiền lành, bạn bè cũng như là đồng nghiệp, người thân của em cũng thấy em là người hiền. Em cũng hòa đồng, thân thiện, em dễ cởi mở, em dễ thích nghi được trong môi trường mới. Còn trong công việc thì em cũng cố gắng, tức là em đặt ra mục tiêu thì em sẽ cố gắng hết mình vì mục tiêu đó. Em cũng có thể chịu được áp lực công việc. Thật ra là em nói cũng nhiều á. Bên ngoài em là một người hướng ngoại, em vui vẻ, em hòa đồng, nhưng mà thật ra là bên trong em là một người hướng nội. Bên nhà trai thì hướng nội, bên nhà gái thì bề ngoài hướng ngoại nhưng bên trong cũng hướng nội luôn bên hả? Nhà gái là tùy môi trường, về nhà thì sẽ hướng nội, còn đi ra ngoài thì sẽ hướng ngoại. Cũng được. Đường tình duyên Nhật sao nè? Trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ. Ế là chỉ chờ người tử tế để yêu thôi đúng không Cưng? Dạ đúng rồi. Hay. Nhật có gọi là yêu đơn phương không? Dạ có, lúc hồi cấp 3 thì em có một bạn rớt, còn lại thì không. Không. Dạ. Nói chung giờ lo làm không, không có để ý ai luôn. Dạ đúng rồi. Ô trời em gái. Rồi mời. Đường tình duyên sao? Bên nhà trai tôi là chưa có gì đó. Em cũng có trải qua hai mối tình, nhưng mà thực ra mối tình của em cũng chỉ là mối tình ở tuổi học trò thôi. Bạn nam yên tâm, chỉ là mối tình học trò thôi, nó rất là trong sáng mà không có gì hết. Cũng chưa có kinh nghiệm về yêu lắm đúng không? Dạ, bắt đầu lên đại học thì em cũng chỉ là lo đi học, đi làm thêm. Ra trường thì em tập trung lo sự nghiệp của em nên là em cũng không quen ai. Nhà gái, mình mong muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Em cũng hơi thấp á, nên em cũng mong muốn là bạn nam sẽ cao hơn em. Tại vì em thích bạn nam cao hơn mình để mình cảm giác được chở che, được bảo bọc. Để chị qua chị coi, nãy chị mới liếc sơ, chị chưa nhớ. Đâu cần cao, miễn sao. Có chơi thể thao không? Dạ không. Trời ơi, thôi vụ đó tí nữa nói tiếp. Rồi gì nữa cưng? Còn về công việc thì em cũng mong là bạn nam có một công việc ổn định, trưởng thành, chín chắn. Trưởng thành nhưng không có nghĩa là gia trưởng nha. Em mong là bạn, nếu mà bạn quyết định làm một việc gì đó thì bạn phải thật sự là quyết tâm với nó. Chuyện tình cảm thì em cũng mong là bạn thật sự là đối xử tốt với mình, trân trọng mình, cũng như là trân trọng cái gia đình phía bên mình nữa. Em có điều gì không thích ở một chàng trai không? Thường thì em sẽ thích là bạn nam hành động nhiều hơn là nói. Tại vì em sẽ không có tin lời nói nhiều, em chỉ nhìn vào hành động để biết được là người đó thật sự là có cảm xúc với mình hay không. Lời nói gió bay, nói xong rồi người ta quên cũng vậy. Còn hành động thì em nghĩ là em thì thường quan sát những cái chi tiết là lạc vặt, những cái hành động cử chỉ nhỏ em cũng cảm thấy là có thể rung động được. Cô gái này cũng lãng mạn lắm đó. Chàng trai, nãy giờ nghe hết rồi đúng không? Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy cũng phù hợp, tại em là người ít nói cho nên là em thường làm nhiều hơn là nói. Mấy bạn mà làm về thiết kế, mấy bạn cũng rất là chi tiết. Thì chị hy vọng là hai bạn sẽ phù hợp nhau ở cái điểm này. Mong muốn về một người bạn gái tương lai của em là như thế nào? Điều đầu tiên mà em quan trọng nhất
đối với em là lời hứa. Thường thì em không hứa kiểu cho vui hay là hứa chơi. Khi mà đưa ra một cái lời hứa thì em thường là em phải suy nghĩ về khả năng có làm được hay không. Hy vọng bạn nữ nếu như đã có những cái lời hứa nào đó thì phải giữ được cái lời hứa đó. Rồi còn gì nữa hay không? Cái thứ hai là em hy vọng bạn nữ không hút thuốc. Phụ nữ Việt Nam ít hút thuốc lắm em. Tại em có một cái quá khứ, kiểu cái trường hợp xấu xảy ra trong quá khứ, cho nên là em hơi ấn tượng xấu, nên là em muốn bạn nữ không hút thuốc. Lần đầu tiên tôi thấy bên nhà trai yêu cầu nhà gái không được. Đúng rồi đó. Sao em có hút thuốc không? À dạ không. Ngày mấy gói? À không, em không hút thuốc. Ờ đó. Rồi rõ ràng nhà gái muốn thuốc nghe. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị gái của em. Rồi chị gái cho ý kiến thế nào? Chào chị gái. Dạ lời đầu tiên cho em chào hai anh chị MC và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là Phượng, là chị gái của Thảo ạ, chị gái ruột. Nãy giờ thì em cũng có nghe bạn Nam chia sẻ một xíu về mình ấy, chỉ một ít thôi, nhưng mà em cũng có thấy là một vài điểm là sẽ phù hợp với Thảo đang tìm kiếm. Cái thời lượng mình tìm hiểu nhau trên sân khấu thì cũng chưa có thật sự là quá nhiều để mà hiểu rõ. Cũng mong là hai bạn cho nhau một cơ hội và sau đó thì sẽ tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi một mình. Có MC Quyền Linh lo cho em. Để tôi lo cho Nhật. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Nhật. Mình tặng cái gì có thể nói ý nghĩa món quà được không? Em tặng cho bạn Nam cái ly để uống nước. Tại vì thường thì dù có đi làm hay là ở nhà thì mình vẫn phải uống nước. Thì em mong là cái món quà em tặng thì sẽ được bạn Nam sử dụng thường xuyên. Nhớ tên nhiều hơn. Món quà mà anh tặng cho em là nến thơm. Thì anh nghĩ khi bước vào phòng, bước vào một căn phòng thì cái thứ mà đập vào chúng ta đầu tiên là mùi hương. Thì anh hy vọng là khi mà em mở phòng em ra thì cái mùi hương đó nó sẽ làm em nhớ đến anh đầu tiên. Thật ra là em cũng chưa có dùng nến hương bao giờ hết, nhưng mà em cũng sẽ thử dùng thì nó như thế nào. Em cảm ơn. Cảm nhận lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu trước em anh rất là vui, về ngoại hình thì rất là xinh. Cảm ơn. Hiện tại thì cảm nhận đến chỉ mới như đó thôi. Thì ra thì lúc nãy em cũng nghe anh nói là anh không hút thuốc, không uống rượu bia, anh không đi nhậu luôn. Ví dụ như mà anh đi giao lưu với bạn bè đi á, thì anh có uống một chút hay là như thế nào? Ví dụ như những cái buổi tiệc của công ty thì anh sẽ uống nhấp môi thôi. Thật ra thì em không có ngại về vấn đề là bạn Nam có uống nhiều không hút thôi, chỉ là bạn biết được cái tiểu lượng của bạn thôi. Tại vì bạn Nam thì mình đi ra ngoài mình cũng phải kiểu giao lưu rồi cũng phải uống một xíu thì không sao hết, miễn là đừng có say bê bết không về nhà được là được. Chắc chắn là không say, lại anh chỉ nhấp môi thôi chứ không uống. Cuối tuần anh thích ở nhà hả? Thường thì tối giờ thì cuối tuần anh ở nhà, chỉ là lâu lâu khoảng 1-2 tháng một lần thì có đi xem phim với bạn thôi. Thật ra em cũng thích ở nhà, tại vì em thấy đi làm một tuần rồi nó mệt, em muốn ở nhà kiểu nạp lại năng lượng á. Thật là cuối tuần thì em có thể đi siêu thị với chị em, với em gái em rồi mua gì đó về nấu ăn thôi. Còn đi chơi xem phim thì mình thích đi lúc nào cũng được, cũng không phải là tuần, nhưng thật là em cuối tuần cũng thích ở nhà. Rồi vậy rồi hẹn hò sao? Hẹn hò thì mình đi trung tâm thương mại, mình đi xem phim cũng được chị. Bây giờ mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho mỗi bên cho nhau nghe đi. Về cái quan điểm về tình yêu và kết hôn của em, nó cũng giống như mình trồng một cái cảnh vậy đó. Khi mà trồng thì ai cũng muốn cái cây đó được đơm hoa kết trái, có được kết quả. Nhưng mà nếu như mình cứ mãi tập trung vào cái vấn đề kết quả đó mà chúng ta bỏ qua cái quá trình đó, thì em muốn là mình chậm lại, mình mỗi ngày mình quan tâm nhau hơn, vun đắp tình cảm với nhau hơn mỗi ngày. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn, làm quan trọng quá trình hơn. Dạ. Không còn dài với em đâu. Em hỏi là anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Anh ở Bình Tân. Sau này anh có vợ, anh lập gia đình á, thì anh có ngại phải chia sẻ công việc nhà với vợ không? Tại vì anh cũng đi làm á, thì anh có sẵn sàng chia sẻ với người đồng hành của anh không? Cái đó mỗi người phụ một tay thì nó sẽ vui hơn là một người làm hết. Anh có chắc không? Cái đó. Tại, rồi sau này nếu mà lập gia đình thì sẽ sinh em bé, thì anh có sẵn sàng phụ việc chăm con rồi làm việc nhà phụ giúp người phụ nữ của anh không? Như anh đã nói trước là anh sẽ không hứa những cái điều mà mình không chắc chắn. Thì hiện tại ngay lúc này á, thì anh không thể biết trước được tương lai như thế nào. Anh sẽ chỉ hứa một điều là anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Cho em hỏi một câu nữa nha. Anh có thích động vật không? Anh thích chó nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Ở nhà anh có nuôi động vật không?
Ở nhà thì hiện tại anh không có nuôi. Anh có gì hỏi không? Thường thì công việc của mình là mình làm giờ hành chính hay sao? Dạ em làm nhân viên ngân hàng, làm giờ hành chính cũng có, nhưng mà thực ra đặc thù công việc của em là chăm sóc khách hàng á, nên là cũng có lúc là em sẽ làm thuê ca chứ không hẳn là làm giờ hành chính. Em có thể tự chọn được cái ngày off của mình, không hẳn là ngày cuối tuần, em có thể off trong tuần bất kỳ cũng được, mình có thể chọn linh hoạt. Giật bước tới nắm tay em gái đi, Thảo đi, nắm hai tay Thảo, nhìn thẳng vào mắt Thảo, hai đứa bàn xem nếu như khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn xong mình sinh trai đầu lòng, gái đầu lòng, kinh tế trong gia đình ai quyết định? Thường thì suy nghĩ của anh không có quá áp đặt hay là về những cái gì quá truyền thống như là phải sinh con trai con gái. Anh thích con trai hay con gái? Nào cũng được. Dạ hả? Tay em lạnh không? Có. Em có làm dâu được hay không? Cho em hỏi nha, anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là con cả. À, là sau anh là còn... Còn một em trai nữa. Làm dâu là ở chung với ba mẹ luôn đúng không ạ? Thật ra thì anh cũng không thích ở chung, cho nên nếu được, nếu mình cố gắng thì mình nên ở riêng. Dạ, em cũng đồng tình. Giật cảm giác Thảo là người thế nào? Đầu tiên là em thấy là bạn là nói nhiều. Tại vì nếu như mà mình hai đứa mà ít nói hết thì những lúc gặp nhau mình em sợ là mình sẽ không nói được gì hết á. Dạ. Nếu như là một người nói nhiều, một người nói thì nó sẽ trung hòa hơn. Dạ, anh thấy em nói nhiều lắm hả? Nhưng mà chuẩn bị gì cho hôn nhân, nói cho con gái biết đi. Trước giờ em đi làm cũng có để dành được một số tiền. Nói với Thảo á. Anh nếu có làm được số tiền thì nếu như một cái căn nhà lớn á thì có thể là hiện tại chưa được, nhưng mà nếu như một căn nhà nhỏ để bắt đầu á thì anh nghĩ là mình có thể làm được. Ở tiền ai giữ? Anh nghĩ là trong gia đình thì ai sẽ là người giữ tài chính? Ai chịu trách nhiệm chi thì người đó nên giữ. Anh có nghĩ là mình nên lập một cái quỹ chung để mình lo cho nhà cửa, tất cả những gì là của chung thì mình sẽ bỏ chung. Đồng ý. Còn tất nhiên là anh cũng sẽ cần có những khoản của anh và em cũng sẽ cần có những khoản của em. Nắm giữ tài chính thấy vậy nhưng mà cũng khổ lắm. Đúng rồi, áp lực. Dạ đúng rồi. Cái này đồng ý, đồng ý. Các bạn về vị trí đi. Tôi nghĩ rằng các bạn rất là hợp nhau khi nói chuyện đó. Một bạn gái rất là lanh lợi, rất là tươi, lúc nào cũng năng lượng đầy hết trơn á. Bạn trai thì cũng sâu sắc ha. Bây giờ thì chúng ta để tay nút bấm với Nhật. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. 1, 2, 3. Chưa kịp đếm nữa. Thật ra hai bạn nói chuyện với nhau rất là hợp rồi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Không nắm rồi. Nắm tay thế này không? Đó. Hợp nhau lắm á. Xin phép chị hôn bạn gái sao? Nay lần đầu em xin phép chị hôn. Hôn vô má kìa. Không có gì đâu, không đi. Kìa, chị gật đầu quá trời gật đầu rồi. Vô má kìa, chị gật đầu kìa. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia. Em tên là Hà Minh Khiết, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ngày 25 tháng 12. Mà dạ. Năm mấy Khiết? Dạ năm 1993. À 1993, tinh Khiết á ha. Dạ đúng rồi. Khiết làm nghề gì? Dạ em làm quản lý kinh doanh. Quản lý kinh doanh lĩnh vực đồ dùng mẹ và bé. Rồi vậy là coi như có con khỏi phải lo này ha. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Coi như là đã có kinh nghiệm rồi đó. Rồi, mời nhà gái. Mời em. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và tất cả các quý vị và khán giả đang có mặt tại trường quay và trước màn hình TV đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin chào luôn anh Nam ở bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hương ạ. Em cũng sinh năm 1993. Em hiện tại quê quán là ở Thái Bình, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng tại quận 1 ạ. Vậy là hai bạn cùng sinh năm 93 luôn đấy. Dạ. Yeah. Một bạn quê Thái Bình, một bạn là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ yeah, đúng rồi ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Khiết là gì? Điểm mạnh của em là em làm về ngành sale cho nên là nói rất là nhiều. Dạ. Yeah. Còn điểm yếu của em thì hơi khô khan một tí xíu về tình cảm và có khi thì có thể nói với rất nhiều người về bán hàng nhưng mà vẫn chưa dám nói về tình cảm nhiều. Cứ nói tới tình cảm là đúng nó khô khan. Nói đến tình đó, cảm hả? Là nó khô khan. Khô khan là do mình ngại quá mình không dám nói hay sao em? Dạ đúng rồi chị ạ. Không sao đâu, một chút nữa là anh Quyền Linh sẽ chỉ cho em cái cách mà dạn dĩ hơn trong tình yêu nè. Rồi bây giờ chúng ta đến với điểm mạnh điểm yếu của bạn nữ nha. Dạ, điểm mạnh của em là em là người sống khá là tình cảm ạ. Chân thành. Có một điểm là mọi người cũng nhận xét em là khá là ngoan. Chắc là do là em cũng ít đi chơi khuya ấy, thường về nhà trước 10 giờ tối.
Mọi người cũng trong công ty cũng nhận xét em là một người khá là lễ phép với người lớn. Em cũng rất là yêu thương trẻ em ạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là khi mà tiếp xúc với những người mà chưa thân quen ấy, thì em cũng khá là rụt rè. Và đối với công việc nấu ăn ấy, thường là em cũng do tính chất công việc của em cũng khá là bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn. Nên em cũng chỉ có thể nấu được một vài món đơn giản trong gia đình hàng ngày thôi ạ. Còn nếu mà những món ăn cầu kỳ thì em chưa làm được ạ. Vậy thì hai người, một người rụt rè, một người nhút nhát trong tình yêu. Hai người này gặp nhau là im ru luôn. Dạ, đúng nhưng không? Mà, nhưng mà nếu mà em quen được rồi chắc em sẽ là người nói rất là nhiều. Em nói giống như bán hàng vậy đúng không? Dạ, đúng rồi. Khiết có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua là 5 mối tình. 5 mối hả? Trời ơi, dạ. Rụt rè nhút nhát mà 5 mối rồi đó hả Cưng? Vậy... Nhưng... Yêu từ lúc mấy tuổi vậy Khiết? Dạ. Dạ em yêu từ lúc lớp 4. Trời ơi. Nhưng mà đến sau này á thì em do em lo quá lo làm á, em làm nhiều quá thì bắt đầu cứ từ từ thì kiểu em cũng chưa tìm được ai nhiều. Trời ơi, tôi tò mò quá, tôi phải đi qua coi chàng trai biết yêu từ năm lớp 4 nó ra làm sao. Lớp 4 yêu rồi đó. Chào chàng trai biết yêu từ năm lớp 4. Dạ, chào chị ạ. Trời đất ơi trời, lớp 4 có biết cái gì đâu mà yêu với đường. Kể mối tình lớp 4 nghe chơi. Dạ. Đừng nói lớp 4 yêu 2 năm nha. Dạ không, ở đó hồi đó em yêu chắc mấy tháng, em thích bạn lớp phó. Tới mấy tháng lận đó hả? Dạ mấy tháng rồi. Thích là thích làm sao, có nắm tay người ta không? Dạ lúc đó cũng biết nữa. Chưa. Nhiều khi có nắm rồi hay chưa cũng không nhớ nữa. Em cũng không nhớ nữa. Vậy hỏi con Ngọc Lan á, nó lớp 2, lớp 3 rồi, nó yêu nó là chưa? Con của em mới có 4 tuổi. Chị đùa thôi chứ chắc có lẽ là lúc đó thì một cái sự cảm mến với một cái người bạn khác giới mình thôi đúng không? Đúng rồi. Mối tình sâu sắc nhất của em là kéo dài bao nhiêu lâu? Mối tình sâu sắc nhất của em kéo dài 2 năm. Là sao chị phải? Dạ lúc đó là năm 17, 18 tuổi. Dạ lúc đó là bạn đó muốn, nhà bên bạn đó muốn lập gia đình nhưng mà em thì chưa được. Dạ, cho nên là hai bên gia đình cũng không đồng ý cho nên là chia tay. Mối tình thứ năm cuối cùng nó có đậm đà gì không? Dạ nó em yêu đơn phương, mối tình thứ năm là em yêu đơn phương thôi. Dạ. Này cũng chịu yêu ghê nha. Chịu khó lắm. Yêu tới 5 mối đó mà. Tới 5 mối lận nha. Tối về nhà nằm không đó. Mà yêu cho lắm là tối về nằm không. Lắm mối tối nằm không. Đúng rồi. 5 mối. Bà mối thấy sao? Đẹp trai không? Đẹp trai, tướng tá rất là chuẩn. Mà có điều mà yêu nhiều quá nên đang bị lo lắng đây nè. Yêu nhiều nhưng mà không có sâu sắc lắm. Thì đó, chị yêu... sợ là không chín chắn đó. Yêu đơn phương nè, yêu năm lớp 4 nè, những cái tình yêu nó nhẹ nhàng lắm, thấy không? À, đúng không có, đừng có lo mấy đó. Đâu phải người ta yêu nhau năm mối tình mà yêu 2-3 năm đâu. Yêu từ hồi nhỏ luôn. Hồi kể ra tới tình yêu, tới không tình yêu là gia đình luôn, tới là ba mẹ luôn á. Chàng trai thú vị quá. Thôi bây giờ mình đi về nhà của mình rồi mình hỏi cái tình trường bên đây coi sao nè. Tình trường bánh sao? Bao nhiêu mối tình rồi Cưng? Nếu mà nói về mối tình chính thức là em chưa có mối tình chính thức nào ạ. Chưa có mối tình chính thức nào hết. Tất cả đều dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu nhau thôi ạ. Tìm hiểu rồi cái thấy không hợp rồi thôi không tiến tới đúng nữa ạ. Không hợp, bất đồng về quan điểm rồi về tôn giáo các thứ. Bất đồng về quan điểm hả? Thế thì quan điểm của em trong chuyện tình cảm thì nó như thế nào? Trong chuyện tình cảm của em thì em quan điểm rằng là không có ai sinh ra mà đã phù hợp với nhau, mà chúng ta sẽ phải tự thích nghi với nhau để biến những cái điểm không phù hợp trở thành phù hợp hơn ạ. À. Minh Hương, nghe không có mối tình nào thấy đàn trai thấy được rồi đó. Dạ. Em cũng hơi quan ngại bên đàn trai có nhiều mối tình quan quá. Quan ngại là sao? Dùng thì tại cái từ ngoại giao quá vậy? Thấy... Quan ngại tình hình Biển Đông hả? Thấy sao? Là tại vì thấy nhiều mối tình quá nên không biết bạn đó có chín chắn hay không, đúng không? Cái quan điểm của em là vậy. Cái suy nghĩ em là vậy. Ngày xưa thôi, lúc còn nhỏ thôi. Còn bây giờ người ta chững chạc rồi, thấy không? Gần 30 rồi. Đó, ta chững chạc rồi, không có gọi là yêu nhiều đâu. Dạ. Chín chắn lắm. Nhìn thấy vững chãi lắm. Dạ. Bây giờ nè, Hương thích một mẫu hình lý tưởng của người yêu mình như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là một người đàn ông mà chín chắn trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình,
và với những người xung quanh trong từng lời nói và từng hành động của mình ạ. Và yêu cũng là một người sống tình cảm, thiên về gia đình và yêu thương, tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ. Dáng hình dáng sao? Cao thấp, mập lùn, đen trắng sao? Dạ, em tại vì là em cũng được mọi người nhận xét là khá là cao. Em cũng cao tầm 1m63. Thì em cũng muốn bạn trai của em cao hơn em, khoảng tầm 1m7 trở lên ạ. Ngoại hình thì dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Rồi, nhà trai, tiêu chí nhà gái đưa vậy đó, em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm nè? Dạ, em thiếu 2 cm nữa. Thiếu 2 cm hả? Không sao em ơi, bây giờ mình may giờ độn được. Dạ. Rồi, thiếu coi như thiếu cái dù chiều cao đó, đúng không? Hiện tại em vẫn đang 1m7. Còn mấy cái dù kia sao? Mấy cái dù kia là có chín chắn không? Dạ, dạ được. Được, về chín chắn. Trời ơi, dạ được mà sao ngập ngừng quá. Tức quá. Đâu, bây giờ trả lời lại coi, coi mặt coi. Có chín chắn không? Dạ có. Đó, đó, trả lời phải dứt khoát mạch lạc vậy chứ. Những cái gì bên đây yêu cầu em nhắm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Trước mắt là em đáp ứng là tầm 80%. 80 được rồi, 80 ngon mà ta gặp luôn. 80 đó là hơi thực tế, đúng không? Dạ, thực đúng tế. Chứ mình vẫn có thể mình nói mình được tới 99%. Đúng, đâu dạ ai kiểm chứng được đâu. Nhưng mà không ai có thể nào đáp ứng được hết 100% được. Đúng rồi. Rồi, giờ tình hình là tiêu chí sao nói cho con Mai mối bên kia có biết rồi. Dạ, tiêu chí của em thì bạn nữ thì tầm trên 1m6 là được rồi. Thì đó, hồi nãy ta nói rồi, ta 1m63. Ngoan, hiền. Hiền có, dễ ngoan thương. Có. Dễ thương có, gì nữa? Biết giao tiếp. Giao biết tiếp, ta làm trợ lý giám đốc là chắc chắn biết rồi. Biết. Gì nữa? Không có giận hờn vu vơ nhiều. Biết nha. Cái này phải hai đứa tự tìm hiểu nhau. Dạ, chứ này vậy thôi, dạ, vậy như vậy vậy là thôi được, đúng không? Dạ, đúng rồi. Coi như kia là anh đoán luôn là 90% trở lên rồi đó. Bên đây là nói chung là em nhìn đây đi thì bên đây là y chang vậy đó. Dạ. Ngoại hình y chang, xinh xắn đẹp đẽ vậy đó. Xinh thì có xinh giống nhưng mà nhỏ người hơn. Mình không có nói về cái vấn đề cân nặng ở đây nha. Mình bỏ qua vấn đề cân nặng nha. Hai người bên kia xinh nhưng mà số cân không có cân đối. Vậy thôi. Rồi, hôm nay thì Khiết đi với ai? Dạ, hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Dạ. Rồi. Em đi với ai? Bên đây có mỗi người ha. Người chị thân thiết nhất ở công ty ạ. Dạ. Dạ. Đâu chị đâu, em chào chị. Rồi em không chị, không có mít chị để với cái đó đúng rồi, để xuất lên ở trong cái rung cái trắng á, đúng rồi. Dạ. Em chạy chị xinh quá bạn ơi, chờ chút xíu. Alo chờ xíu, bạn hãy đổi cái micro. Rồi, nói đi em. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn làm cùng công ty với cả với Mai Hương. Và hôm nay em đến đây là để cổ vũ tinh thần cho Mai Hương. Và cũng mong là bạn sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Em thấy ảnh được không? Bạn này thì em thấy cũng tạm. Tạm hả? Tạm là tạm sao? Chị thấy đẹp trai á chứ. Đẹp trai thì là đẹp rồi. Thì cao ráo đẹp trai cũng ok, nghề nghiệp thì cũng được. Còn tính tình như thế nào thì phải xem là hai bạn đấy tìm hiểu như thế nào nữa. Em thì nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Vì em thấy hai bạn cũng xứng. Rồi, cảm ơn em. Bạn. Nhà trai tôi á là nói chung là dễ thương, nhẹ nhàng nhưng mà rất là man nha, có duyên nha. Nụ cười rất là quyến rũ luôn đó. Có hơi nhiều người yêu thôi, thôi. Cái chuyện đó chuyện nhỏ ngày xưa mà, đúng không? Bây giờ ta tính thì tương lai. Hợp lý. Đúng rồi, không có tính thì quá khứ được. Mở rào. Mở rào ngủ rồi. Đó, bắt đầu đi Khiết. Yeah. Nào, ngài. Mời em gái. Dạ đây. Hôm nay đến với chương trình anh cũng một món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đứng đó, đứng. Hôm nay đến với chương trình em cũng có một món quà nhỏ cho anh ạ. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hỏi ra có gì Khiết. Dạ.
À, cuốn sách Bí mật của may mắn. Dạ. Ủa sao chúc anh may mắn rồi. Good luck. Anh may mắn chúc gì anh có em, ý là vậy đó. Dạ. Chúc anh có thể, trời ơi, anh có thể nắm được, bắt được sự may mắn. Hay quá Lan. Rồi, hai bạn về chỗ và chúng ta tiếp tục trò chuyện nào. Nào, em gái cảm nhận chàng trai thế nào? Cảm nhận đầu tiên của em là anh đạt được 90% những gì mà em vừa nói lúc nãy đó. 90 thấy chưa? Nãy bây giờ tao nói 80. Em 90 thấy chưa? Em rất là hài lòng ạ. Còn Thiết? Dạ, em dạ em hài lòng. Trời ơi, hai ông bà này chắc tôi nghĩ không kịp nói gì em bấm nút luôn á. Em không có. Hài lòng là được rồi. Dạ. Hay giờ mình bấm nút luôn không hai đứa? Để trò chuyện chút xíu đi mà. Em ơi, hiện tại em đang làm việc ở đâu? Dạ em hiện tại đang làm việc tại quận 1 ạ. Em đang làm trợ lý giám đốc. Dạ vâng, em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Anh cũng làm ở mảng kinh doanh đúng không ạ? Em cũng làm ở mảng bán lẻ. Vậy là quá hợp rồi. Dạ, em làm mảng bán lẻ ở chuỗi Vinmark cộng của tập đoàn Masan ạ. Vậy là làm quá. Làm bộ phận mua hàng. Em có nói em rụt rè á, em rụt rè là cũng giống như anh đúng không? Trong chuyện tình cảm thôi đúng không? Dạ vâng. Bởi vì là em cũng ít có thời gian tiếp xúc với nhiều bạn khác giới. Giống như là ở trong công ty thì mình chủ yếu là các chị. Và nếu mà có các anh thì chủ yếu là các anh đã có vợ hết rồi. Nên cái vòng tròn tiếp xúc với những bạn nam khác giới mà còn độc thân và nhất là thẳng thì cũng khá là ít ạ. Cái này anh hỏi nhỏ thôi, nếu như em có nói có những mối tình ấy, những có mối quan hệ mà chưa lên thành một mối tình đúng không? Nhưng mà để lý do nào á, lý do nào mà em chưa chọn á, nó còn thiếu yếu tố nào á từ một bạn nam đó? Như em cũng đã chia sẻ đó, chính là mình cũng có những cái bất đồng quan điểm với nhau. Ví dụ như bạn nam kiểm soát mình quá nhiều ấy ạ. Kiểm soát hả? Kiểm soát không, có cái tính hay kiểm soát không? Dạ không. Em nói chung là em cũng mẫu người lý tưởng của em là em lại muốn người đó bận và công việc á luôn bận. Đúng rồi. Em cũng muốn chia sẻ một chút là bởi vì là tính chất công việc của em cũng khá bận, có thể là buổi tối về cũng khá là muộn hoặc là đến cuối tuần hoặc chủ nhật, thứ bảy chủ nhật cũng phải tăng ca cũng khá là bận đấy ạ, nên cũng ít có thời gian mà dành cho bạn nam. Thì anh có quan ngại về vấn đề đấy không ạ? Thực ra anh cũng không cần nhắn tin quá nhiều hay là gì hết, tại vì tính của anh rất là nhanh. Anh nhanh và thẳng, anh chỉ cần một bốc máy lên gọi điện luôn. Nếu mà anh nhớ lúc nào thì anh sẽ gọi lúc đó. Dạ. Người ta làm trợ lý giám đốc lúc nào đứng kế bên sao móc cái điện thoại thì nghe. Thì mình những cái giờ rảnh thôi chứ không phải là giờ hành chính của bạn thôi, chứ không phải là giờ nào mình cũng bốc máy lên hết. Dạ. Thì dù người ta bận quá, gọi chục lần người ta bốc máy được thì sao? Thì đi kiếm liền. Coi nhiều khi bây giờ công nghệ cũng tiến bộ. Dạ. Mình có thể liên hệ với nhau qua mọi kênh. Facebook, Zalo. Đúng rồi. Viber, Telegram. Nhưng mà giờ đang đi giám đốc lẽ mở Telegram lên cho người yêu coi. Không, thật ra em gọi nhỏ một lần thì em sẽ không gọi lại, ví dụ như em sẽ nhắn tin thôi. Em sẽ để lại tin nhắn thì đúng nếu rồi. Như bạn nữ khi nào bạn rảnh thì bạn trả lời. Đúng rồi, chứ ta đang đi công tác mà gọi không lẽ mở hình cho đi coi giám đốc. Nó kỳ đúng không? Rồi có ghen không? Trong trường hợp vậy thì gọi tới chiều người ta không gọi lại có ghen không? Không, tại vì nhiều khi em cũng đang họp hay là đang gì đó. Với lại là bạn cũng đã làm trợ lý thì chắc chắn thì bạn phải có những chuyến công tác rồi đi đây đi đó, thì mình cũng không phải hiểu ngành đó mình mới nói lời yêu bạn được. Chứ nếu mà không hiểu mà cái gì cũng chấp nhận là hồi một hồi lại ghen là không được. Đúng. Em có hay ghen không? Em không ạ. Nói chung là không ghen quá. Có kiểm soát nhiều không? Em kiểm soát trong mức độ vừa phải thôi ạ. Tại vì theo như chia sẻ của bạn này á, thì bạn này là một người chắc cũng có lẽ là khá bận rộn. Dạ, cho nên là các nhu cầu của em là cũng muốn tìm một người cũng có cái mức độ bận rộn để mà cả hai không có cảm thấy là cứ phải ngồi trông ngóng nhau hoài. Dạ đúng rồi. Không? Để những lúc mà thật ra ngoài công việc ra, những lúc mình về nhà á, mình những cái tâm lúc mà tâm trạng mình nó lắng động lại á, thì lúc đó cũng phải cần một người để mình chia sẻ hay bầu bạn gì đó. Nếu mà thành người yêu á thì có thể tâm sự ra hết những cái mà một ngày dài đó mình trải qua những cái gì đó, thì mình là cái gu của bạn này không phải là lúc nào cũng nhắn tin em ăn gì chưa, em ngủ chưa, em mệt không, mà là ví dụ nhớ là bạn sẽ gọi điện thoại liền, chứ bạn không phải là suốt ngày ôm điện thoại để mà nhắn tin cho nhau. Và bạn cũng muốn một cái người phụ nữ như vậy,
Tất cả mọi cái thì tối về cùng nhau mà ngồi chia sẻ và nói chuyện với nhau. Đây là một chàng trai khá là lý tưởng á. Dạ. Bây giờ Khiết hỏi bạn ấy đi, ví dụ hai mình tìm hiểu thì khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, khi nào thích hợp. Em hỏi bạn gái. Nhưng mà nếu như á mà mình quen nhau á thì bao lâu bạn có thể kết hôn được, mình hỏi trước. Theo em là cái kế hoạch của em là tầm khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Còn theo anh thì như nào ạ? Anh thì cho bạn theo bạn nữ chọn thôi, tại vì anh con trai mà. Thanh xuân anh dài hơn. Thanh xuân dài hơn, cứ em thích chung em là anh cưới lúc đó. Em có thể em học thêm, em có thể em còn cái gì đó ấp ủ mà em chưa làm được thì em cứ làm thoải mái. Tôi nghe bạn này nói cái câu là anh là con trai cho nên là thanh xuân dài hơn. Câu này nó rất là hay. Mới nghe cái cảm giác của em nó hơi chạnh lòng chút xíu cho người phụ nữ. Đúng, con gái á, thanh xuân trôi qua rất là nhanh, bởi vì con gái mau già hơn con trai. Con trai thì cái chuyện đó nó kéo dài, nó rất là dài. Nhưng khi bạn nói ra được cái câu đó, tức có nghĩa là bạn rất là hiểu phụ nữ, rất là thông cảm cho phụ nữ. Và đây là cái người đàn ông là có thể là bảo bọc và che chở, và có thể là nói cái nơi để mà em có thể chia sẻ được hết tất cả mọi cái vấn đề trong cuộc sống. Hai bạn còn điều gì để hỏi nhau nữa không? Dạ em có thể tìm hiểu sâu nữa những cái có thể thú vị tìm hơn ở bạn. Dạ. Do chương trình cũng có thời lượng nên em nghĩ là những gì mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn ấy thì mình sẽ để sau chương trình ấy. Nhưng mà cái cảm giác của em hiện nay như thế nào với người đối diện? Em nghĩ là phải để cho hai bạn ở gần nhau một tí xíu và nắm tay nhau thì cái va chạm về cái giao lưu cảm xúc. Dạ đúng rồi. Thì hai bạn tiến tới. Mình sẽ để sân khấu cho hai bạn nha. Mình nói cái gì đó, thậm chí hát một bài nào đó tặng nhau. Đó. Nhìn thẳng vào nhau nha. Nắm tay nhau đi. Dạ đây. Nhìn thẳng vào bạn gái. Đấy. Dạ thôi em ngại quá. Bạn xinh. Bạn rất là xinh ạ. Cứ hỏi đi Hương. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Em thì rất là ưng ý anh rồi đấy ạ. Còn điều gì muốn hỏi thì em nghĩ là sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu thêm. Khiết có thể hát tặng dạ em nó đã, dạ đang hay á anh Quyền Linh ơi, em hát lên là hết luôn. Hết hay hả? Dạ hết hay. Đang hay đó. Ôi dễ thương quá. Thôi giờ vậy Khiết á biểu diễn một vài thế gọi là ngoài thái để tặng cho bạn gái. Tướng này là tướng võ nè. Thể hiện cái sự mạnh mẽ của người đàn ông. Dạ. Đừng nói anh làm mấy đêm đá nha. Dạ biểu diễn liền á anh Quyền Linh. Ừ biểu diễn liền. Dạ tại vì đây anh xin phép mặc xuống. Dạ hiện tại em đang mặc quần này với áo này nó hơi bị chật. Dạ, cho nên là vài động tác nào đó người ta biết mấy thái này kia. Em áo thì không có chật, em không có muốn động tác nào được. Nó sẽ bị rách. Rách gì? Dạ rách áo và dạ, ở dưới này. Thật ra mây thái là một trong những cái bộ môn á. Dạ. Để bảo vệ bản lĩnh đàn ông đó, mạnh mẽ luôn á. Đó. Em bữa nào anh dẫn lên tới nhất học mây thái nha. Dạ dạ dạ. Rồi, ok. Bây giờ là bạn gái có thể tặng bạn trai một bài hát nào đó không? Giao lưu cảm xúc đi. Dạ em thì hát không hay ạ, nhưng mà em cũng cầm muốn tặng một đoạn nhạc nhỏ nhỏ đến anh ạ. Em run quá nên em xin đây, để chị nhé. Nè bài gì? Trợ lý âm nhạc Ngọc Lan. Bài gì rồi em nhớ ra. Nhớ chưa? Rồi cố lên. Tình yêu như những giọt sương nhẹ rơi trên đóa hoa hồng, tình em như những con sông, tình anh như những cánh buồm chờ bao la ước mơ hồng. Mình bên nhau suốt cuộc đời, cầm tay anh mãi không rời. Để nghe hạnh phúc tuyệt vời, để nghe anh nói ngàn lời rằng anh yêu mãi em thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Về vị trí đi. Nào, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Dạ, nút bấm bên tay trái, Khiết. À đây đúng không ạ? Đúng rồi. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau, giao lưu cảm xúc thông qua những giai điệu âm nhạc, nhìn thẳng vào mắt nhau, các bạn đã đủ để chúng ta cảm nhận đây
có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu thật sự nó rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu mình cảm giác đây không phải đâu, nửa mảnh ghép này của ai đó, thì đừng bấm. Hãy nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng làm mất duyên của người ta. Chuẩn bị, suy nghĩ thật kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn Nam bấm rất nhanh. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ hai bạn chia sẻ một chút xíu về cái cảm xúc của mình đi nào. Nó rồi mới đúng. Hồi hộp không? Dạ, cảm xúc của em thì rất là hồi hộp và vui. Hồi nãy có sợ không? Sợ bạn nữ bấm không? Dạ, thật ra thì em, với em khi đến chương trình thì em cứ hết mình. Còn bạn có không bấm hay là bấm thì em vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Người ta hỏi có sợ không? Dạ. Có sợ bên đây không bấm không? Dạ, sợ. Ừ. Sợ lắm luôn. Hay đó. Bởi tới đây là mình hết mình dạ. Mình thấy rung động mình cứ bấm. Còn dạ, bên kia rồi. Bấm hay không là quyền của họ. Nếu bấm chúng ta cùng bấm với nhau thì chúng ta đúng là có duyên với nhau ha. Dạ. Rồi, còn em gái cảm xúc thế nào Hương? Dạ, em hiện tại rất là vui ạ. Em rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em và bạn Nam cùng tìm được một nửa của nhau. Em mong là sau hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Anh cũng mong như là vậy. Chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh cũng rất mong là sớm nhận được tin vui từ hai em. Cố gắng tìm hiểu nhau và dành thời gian cho nhau nhiều hơn để trò chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn ha. Ở phía trước màn hình đó là hai bên gia đình cũng sẽ xem chương trình này. Bây giờ Khiết nhìn về phía màn hình đó, coi như là gia đình ba mẹ của Hương đang theo dõi. Và nó là xin chào hai bác. Bắt đầu từ hôm nay thì con có duyên đây bác, hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu gì đó. Và sau đó con sẽ hứa gì đó, thí dụ như thế nào. Dạ thì con cũng chào gọi hai bác thì hơi lớn quá. Cô chú hả? Dạ con cũng xin chào cô chú là ba mẹ của em Hương. Dạ cũng xin được phép quen Hương và nếu mà có dịp sau này con sẽ về ghé thăm gia đình mình ạ. Hương cũng như thế. Vâng. Dạ con xin chào hai bác. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra anh Khiết để cho con có cơ hội được ngày hôm nay đứng trên đây nắm tay anh Khiết và có cơ hội là hai tụi con sẽ xin phép được tiến xa hơn ạ. Hay quá. Tuyệt vời đấy. Có một chút hẹn thùng, có một chút ngại ngùng, có một chút bỡ ngỡ, nhưng mà những điều đó nó rất là đẹp trong cái mối tình lần đầu tiên hay em gặp mặt đó. Hy vọng đó sẽ là những cái kỷ niệm không bao giờ quên, những cái dấu ấn ngày đầu tiên không bao giờ quên. Sau này hai đứa có giận hờn nhau, mình mở lại cái màn hình mình xem nhé. Yeah. Cái đoạn này mình xem, mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Yeah. Chúc hai em sẽ sớm hạnh phúc, sẽ sớm về chung một nhà nhé. Yeah.